có một mùa chay thánh thiện nhất. Thiên Chúa không những luôn trao ban cho chúng ta cách dồi dào, mà Ngài còn ban tặng cho chúng ta mọi lúc và mọi nơi. Sự tốt lành của Ngài thể hiện phong phú nhất trong nhiệm thể của Ngài là giáo hội, và cụ thể là trong năm phụng vụ của giáo hội. Hai dịp lễ lớn nhất của năm phụng vụ là mùa vọng, mà đỉnh điểm là lễ Giáng sinh, và mùa chay, mà cao điểm là tuần thánh và Chúa Giêsu phục sinh. Để cảm nghiệm sự viên mãn của mầu nhiệm vượt qua, cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta phải sống với trái tim quảng đại, mở rộng, đón nhận tinh thần mùa chay. Mùa chay vừa là quà tặng, vừa là mùa của ân sủng dồi dào. Tại sao chúng ta không quyết định ngay bây giờ để sống mùa chay này với tất cả sự quảng đại, rộng mở của con tim, trí óc, linh hồn, thân xác và cảm xúc? Chúng ta hãy sống 40 ngày của ân sủng và phúc lành này như thể đó là mùa chay cuối cùng trong đời ta. Cuộc sống chúng ta rất ngắn ngủi, và thời gian trôi đi thật nhanh như kim đồng hồ, chẳng bao giờ quay ngược lại. Chúng tôi đưa ra 10 thực hành đơn giản trong mùa chay để thời gian này thực sự là mùa chay tốt nhất trong đời ta. Nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. 1. Cầu nguyện. Thay vì như cô Martha, tại sao chúng ta không cố gắng bắt chước cô Maria ở Bethania trong mùa chay này? Maria đã làm gì khi Martha lo lắng và bối rối chạy tới chạy lui? Maria chỉ đơn giản là ngồi bên chân Chúa Giêsu, dán chặt mắt vào Ngài, lắng nghe cách chăm chú và trò chuyện với Ngài thật thân thiện và quý mến, và chỉ đơn giản là yêu mến Chúa Giêsu. Trong mùa chay, sao chúng ta không thực hiện đề nghị là bắt chước cô Maria ở Bethania để cầu nguyện nhiều hơn và tốt hơn? Lời cầu nguyện làm đẹp lòng trái tim Chúa Giêsu biết bao. 2. Hòa giải và hòa bình. Nếu có một vài người trong cuộc sống làm cho bạn giận dữ, oán hận, thậm chí là hận thù, cay đắng với họ, thì mùa chay là thời gian thuận lợi nhất để làm hòa. Hãy xây dựng một cây cầu, thiết lập các mối quan hệ và phá bỏ các rào cản. Trong các bài giảng lễ hôn phối, tôi thường nói với những người chuẩn bị kết hôn rằng có 3 câu nói ngắn nhưng quan trọng nhất mà các cặp vợ chồng nên học thuộc là: anh yêu em, anh xin lỗi em, và anh tha thứ cho em. Mùa chay là thời gian để bỏ đi men cũ mục nát và làm mới các mối quan hệ xã hội của chúng ta. 3. Sám hối. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng: nếu anh em không hối cải, anh em sẽ diệt vong. Hãy từ bỏ một cái gì đó bạn yêu thích vì lòng mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, bằng cách nói không với chính mình, chúng ta sẽ dễ dàng thư vân với Chúa hơn, để Chúa hiện diện trong lòng ta. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để từ bỏ những gì làm Thiên Chúa hài lòng nhất. 4. Kinh Thánh, lời của Chúa. Trong mùa vọng và mùa chay, giáo hội hết lòng khuyên nhủ chúng ta phải thực sự khao khát lời Chúa. Để đáp lại cám dỗ đầu tiên của ma quỷ, Chúa Giêsu đã trả lời rằng: con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Ước mong trong mùa chay này, chúng ta được thúc đẩy để suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Hãy sử dụng phương pháp cầu nguyện mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI đã đề nghị là Lectio Divina, gồm đọc, suy niệm, chiêm niệm, cầu nguyện và hành động. Đưa vào thực hiện trong cuộc sống những hiểu biết tốt lành mà bạn đã nhận được.
Điều này sẽ làm cho đời sống các bạn được thay đổi, như Thánh Phaolô khẳng định: "Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." 5. Làm việc lành phúc đức. Mùa chay là thời gian để trao ban, đặc biệt là cho người nghèo, người bệnh tật, những người bị xã hội loại bỏ. Hãy nhớ những cử chỉ yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco đối với người nghèo, những cái ôm hôn ấm áp đối với những người bị thế giới khinh chê ruồng bỏ. Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta là anh em đã làm cho chính ta. 6. Thực hành ba chữ T: thời gian, tài năng, tài sản của cải. Tiếp nối những việc lành phúc đức, tại sao không xét mình trong ba lĩnh vực bắt đầu bằng chữ T, và xem mình đang ở đâu và làm thế nào có được trao ban cho những người khác. Như chân phước mẹ Teresa nói, hãy trao ban cho đến khi mình bị tổn thương. Thời gian, hãy trao ban thời gian của bạn cho những người khác, và hãy bắt đầu trong gia đình mình, vì lòng nhân ái bắt đầu từ gia đình. Tài năng, tất cả chúng ta đều có tài năng. Mùa chay là thời gian để chiến thắng sự lười biếng của chúng ta và làm việc siêng năng để vun trồng tài năng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Thà rằng hoạt động mà suy nhược còn hơn là để chết dần chết mòn. Tài sản của cải. Nếu bạn có dư thừa thực phẩm, quần áo, tiền bạc và của cải vật chất, hãy cho và cho đi. Bạn đang cho Chúa Giê-xu trong những người nghèo. 7. Vui mừng. Hãy vui mừng. Cố gắng thực hiện từ viết tắt G-O-Y. Trong đó, Jesus là Giê-xu, là viết tắt chữ Chúa Giê-xu. O's là other, là người khác. Y là you, là bạn. Nếu chúng ta đặt Chúa Giê-xu trước, rồi những người khác ở vị trí thứ hai, và cuối cùng là bản thân mình, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui của Chúa Giê-xu, niềm vui của Chúa Thánh Thần. Niềm vui đó sẽ tràn ngập nơi những người mà chúng ta gặp gỡ. 8. Tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày. Cách tốt nhất để chúng ta có thể sống mùa chay thánh là đến gần Chúa Giê-xu càng nhiều càng tốt. Trong thánh lễ và khi rước lễ, chúng ta chỉ đến gần Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta thực sự tiếp nhận Ngài vào tận đáy lòng, cùng thánh nội tâm là linh hồn chúng ta. Tuy nhiên, hãy tham dự thánh lễ và rước lễ với những ý nguyện, đặc biệt là để sửa chữa lỗi lầm và ngăn ngừa tội lỗi. Tại sao Chúa Giê-xu đau khổ rất nhiều trong cuộc vượt qua cay đắng của Ngài? Thánh Ignacio thành Loyola đã trả lời cho chúng ta với hai lý do chính như sau. 1. Để cho chúng ta thấy được sự hiểm độc và ác tà của thực tại tội lỗi. 2. Để cho chúng ta thấy được tình yêu sâu thẳm của Ngài dành cho tất cả nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Hãy tham dự thánh lễ và rước lễ để đền bù những tội lỗi đã phạm và những tội lỗi của gia đình mình. Nói về mặt đạo đức, cũng nên tham dự thánh lễ và rước lễ để đền bù tội lỗi của những người phá thai và cộng tác vào việc phá thai, làm đổ máu những thai nhi vô tội nhất và đáng thương nhất của những người đã sống, đã tuyên truyền đồng tính luyến ái, một hành động đã phá hủy các nền tảng xây dựng cơ bản của xã hội là gia đình. 9. Chiến thắng những ác thần của riêng bạn. Tất cả chúng ta không chỉ có những tật hư nết xấu đang ẩn nấp trong con người của mình. Điểm yếu của chúng ta là làm cho chúng ta dễ sa ngã. Nhưng chúng ta còn có ác thần đang tấn công chúng ta, thường là tấn công điểm yếu của ta.
hãy kiểm tra xem nơi nào ác thần tấn công bạn nhiều nhất. Bạn chỉ có thể xét mình qua các mối tội đầu và xem tội nào ma quỷ đã mở đường. Tội mê ăn uống chăng? Tội mê dâm dục chăng? Tội tham lam chăng? Tội lười biếng chăng? Tội hờn giận chăng? Tội ghen ghét chăng? Tội kiêu ngạo chăng? Trong mùa chay, chúng ta là những người lính của Chúa Kitô. Đây là thời gian để chiến đấu chống lại ác thần của chúng ta với sức mạnh của Chúa Giêsu vua. Chúng ta yếu đuối, nhưng Thiên Chúa thì mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. 10. Đức Maria và mùa chay. Hãy cố gắng sống một mùa chay mạnh mẽ với mẹ Maria. Hãy lần hạt kính năm sự thương, cũng như lần hạt dâng cho Đức Mẹ sầu bi. Hãy xem phim Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu của Mel Gibson. Trong đó, vai trò Đức Maria thật nổi bật. Hãy suy niệm đàn thánh giá, bước đi cùng với Đức Mẹ sầu bi. Hãy phấn đấu trong mùa chay để sống những ngày thánh thiện dưới con mắt của mẹ Maria và với trái tim sầu bi và vô nhiễm của mẹ Maria. Tóm lại, hỡi các bạn, nếu chúng ta chọn sống những đề nghị trên với sự quảng đại, tinh thần, thì đây sẽ là mùa chay thánh thiện nhất trong tất cả các mùa chay của chúng ta. Chúng ta sẽ sống viên mãn mầu nhiệm vượt qua, để chịu đau khổ và chết với Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ sống lại với Ngài trong vinh quang phục sinh.